Chào cả nhà nha. Bữa nay anh em về bắt cá ở đây. Thử cái này. Dừa không Phanh? Mình sợ không có cá quá. Anh chốt. Cái hồi coi sao nha các bạn. Ủa Phanh chùm đây này, rồi mình rút bọng kia cho nó chảy ra. Có cá này nó ra hết à. Mấy bên này ớt được cá vô cá. Anh em có đem tay lưới nữa. Hello cả nhà nha. Hello Ngọc. Hello cả nhà. Đúng rồi. Dạ, luôn. Mình là cái ảo ra là xong mà. Đúng rồi. Mình là đi xin lên đúng rồi. Giúp hết nước cái này luôn rồi. Giúp hết nước này luôn rồi. Rồi. Rồi không có con gì hết trơn rồi. Có gì không Thanh? Quá trời ốc luôn cả nhà ơi. Dí ốc luôn, đâu được rồi. Cái chốt quá vậy? Cá hoặc cá gì vậy? Cái dầm. Cái gì? Cá nó nhấp cho nó. Cũng nhiều lắm nè chứ. Cái dầm. Cái phần hay quá cả nhà ơi. Trời không có cá. Con cua mình nó mất tiêu luôn hả? Đây nè, cua nè. Có tép này nè. Cái dầm. Thả chú đi, nhỏ quá ăn uống gì. Thả đi. Mình lấy lưới mình ốp đi quay. Ốp đây luôn nghe anh Tâu. Ốp đây cả luôn anh Tâu. Dắt lưới vô. Thùng hang. Thùng hang hả? Có không? Hay. Ôi cá lóc. Lưu vô dùng lại đi. Ê trời tưởng dụng chứ. Thôi đã vậy. Ừ Phanh, cái này đi láng láng không Phanh? Nó chỗ bên kia rồi. Ờ anh Tú ơi, cá đây nhiều quá thiệt anh Tú ơi. Có mấy cái hàng đây nè. Ừ ai đồng mô nữa kìa. Ôi lượm con cá lóc rồi nè. Không lưới đây ngoài kia. Dở quá à. Chạc. Xuống dở cái đó lại đi. Ừ. Dở đây không có nước còn đâu ấy đâu. Không. Bọng thứ hai cả nhà ơi. Hồi nãy Út Thanh bắt trong cái hang đây mà tưởng đâu rồi. Cái bọng không à? Ai vậy không phải. Hang bây giờ mình qua kia mình giúp bên kia nữa. Anh ra. Anh ơi. Rồi bóp lại. Ơi. Có vàng ơi, clip lại đi. Con cá lóc. Cách bắn là dữ vậy. Lợi hại ha. Tôi tự xác mình ra đó nha. Dài lấy nè, Út Thanh ơi. Cá lóc là cá lóc đồng tự cả nhà. Quá ngon. Mày làm đẹp tay. Vô. Rồi cái hàng gì nó láng dữ lắm láng rồi Tú ơi. Ở đâu ở trên gì? Ở trên. Đâu? Nó con gì bò vô á. Gì? Nó lươn nè. Sao đâu? Con lươn quá. Lươn hay giống trùng? Ớt. Ớt gì ạ? Đi qua kia. Ớt cùng rồi. Đâu ráo không thôi bỏ đi mình đi về đằng kia đi. Hai con ha. Không cùng với anh Tú. Đây. Đâu? Có sỉnh nữa kìa. Mùa khô tới cả nhà ơi, nước lũ rồi xong rồi. Giờ cá giật chứ không mấy mươi người nè. Anh em kiếm mới mới được. Bọng bánh vậy? Có anh bọng cái gì anh Tú ơi? Có cái bọng. Bọng cái nè. Bọng mà nước ở đâu cao đâu chảy được.
Ừ. Mò dài dài một cái. Ê, cái gì vậy? Mời 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 lại tụi cái này mời có ếch không mời. Hai này có cá, nguyên này có cá này nè. Sen nó giật xuống đây nè. Họ cứ mấy anh em mò thử. Nguyên dựng sen bên kia cả nhà ơi. Trời ơi. Chán. Nguyên dựng sen cái nước hổm nó giật ra nó rút lại chứ đâu. Ừ. Thì rút sen xuống đây nè. Hả? Ở đây gì? Cái lóc hả? Vô vô. Lớp cứng. Anh đâu? Bỏ vô cộng anh đâu ơi. Cái này nó rút vô hang không à? Gì á? Cái lóc anh đâu? Đâu? Kìa. Đâu? Đám sen này rút đây chứ đâu? Đó chứ đâu. Để em đang coi lại cái dụng dũng nước này này coi. Nguyên cái đám sen này nè cả nhà ơi. Đây có cá lóc xiên. Trời ơi. Cái gì vậy? Mà cả nhà ơi. Cái gì vậy? Cá lên đây nè. Đâu mà tự nhiên cá trong đó vậy? Để nhiều không, nhiều không? Ở đâu vậy trời? Bước lên. Ô. Anh em mò này kia nó rút ra đây nè cả nhà ơi. Mình nói là rắc đấy không? Nó có mưa không ạ? Không. Dục đi. À, thử. Hay cái lóc bạn kia cả nhà ơi. Quá lạ. Lưới lưới ngon quá. Cái lóc lóc bờ cả nhà ơi. Coi chừng. Lóc ký. Lóc ký, lóc ký. Mày hay bưởi. Một con nữa cả nhà ơi. Bây giờ có hàng ớt á. Có không anh? Rồi các em ở đây coi. Hôm nay không có rồi. Hôm nay nó có cái lồng chảo dưới đây nè. Ờ. Nó vét mương nó dục lên quá. Hồi nãy anh em đi kéo cá cả nhà ơi, mò quần 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 nãy giờ được mớ rồi. Hàng gì mà không có hết rồi. Mấy cái cảnh gì nhớ lại hồi nhỏ đi, học cá học cua rồi nè, đánh lồng đi kéo đi thơ. Sao vậy? Lóc hả? Vô 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 cái lóc cả nhà ơi. Chỉnh có mùi không? Bự không? Bự có. Vừa. Ồ. Ê không được. Bỏ giọng mới được. Ồ. 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 Còn con nữa nè. Ồ nó mạnh quá. Hai con luôn. Bự không? Vừa luôn. Cái này gì nó hầm ngon nè. Quá đã, quá đã. Quá đã. Hai con. Con hang là hụt là có à. Cái gì vậy? Đi mò lòng vòng nãy cũng được mớ cá rồi. Nhiều luôn chứ không phải là mới nha cả nhà. Xuống đi. Quá dữ anh Tú ơi. Đi đi, hai anh em.
Bữa nay mình tiếp tục sử dụng tay lưới 20 mét của mình nữa. Dưới cái gì cơ? Qua đây đứng đây nè, dưới cây chị đứng. Đừng động quá, đừng động quá. Nhẹ nhẹ thôi Úc Thanh ơi, đừng động quá Úc Thanh ơi. Từ từ, từ từ. Đứng cái đó luôn đi mua. Anh xích ra đây nào, đừng đấy. Mình ốp qua cái bể này nè cả nhà. Con anh Tấn thì giờ đi cả nhà ơi. Hello anh Tấn nha. Rồi. Lấy cái Tấn. Cứ kéo đi nào, hết lưới kêu Phan ơi. Cứ chừng, cứ chừng. Đó. Chưa, từ. Từ lưới lại đi. Hấp vô luôn Phan. Đi nữa bên kia không kìa. Miếng nữa đi Phan ơi, miếng nữa đi Phan ơi. Miếng nữa đi. Ờ được rồi, được rồi. Chỗ đó được rồi. Gần thôi. Xa quá, hết 20 mét rồi. Anh Tú kéo qua bên kia được miếng rồi hả? Em xuống luôn. Cái lưỡi hái nãy rồi. Đi bán. Xuống luôn hả? Đi bán kéo tiếp nha. Cái lưỡi hái đâu nãy rồi. Không biết nữa. Lưỡi hái đây đâu? Rọc rọc trước mới được. Để kéo cái không cao lên thì mọi qua đây chơi luôn ha. Tại sao họ gì bển mấy vườn khác à? Quá dữ cả nhà ơi, lắm cái giờ này à. Nặng dữ anh Tú. Ông chàng ơi, vô cái dây vô chàng ơi. Cái đáy rồi. Chàng ơi. Ơi, phải phải phải. Phải phải phải, cái kia. Ngồi dưới này vàng vàng dưới luôn đó. Phải phải phải, từ từ. Úc đổ Phan thôi, đang phan cái gì Phan? Đang phan cái gì vậy? Không có chân chân chưa? Kéo chân đi, kéo chân đi. Cái chị vô Úc Phan ơi. Rồi. 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 Cắm cái cây chỗ này đi rồi. Cắm cây vô người phan chị luôn anh Tú ơi. Lại cầm, cầm tiếp anh Tú đi, phan chị đi chạy. Tôi đứng này. Cái chân hỏi chân nha. Gì vậy? Con gì kêu vậy? Ếch, thấy ếch vậy. Không chị cho lần lần luôn đi, hết ơi. Tới mấy này được chưa? Kép giờ ở vườn hết á. Này chứ cái ớt gì lắm mà trời. Giọng mưa luôn. Mưa thôi, thôi chảy luôn nha. Các phan chị tiếp rồi, tiếp vào Úc Thanh nữa. Căng đi, căng thẳng đi. Kéo mạnh vô đi Úc Thanh ơi. Mía rồi mình dỡ chị luôn đi. Dỡ được không anh Tú? Kìa có cái lưỡi hái tới kìa. Kéo mình từ từ đi. Ngoài đây lục bình cũng dễ liền. Ừ, kéo rồi đó là Úc Thanh. Này dùng cái này em lấy cho. Ơi lưới hái nữa. Mình dọc ngang cho đó, mình kéo chị luôn luôn Tú ơi. Ơi mấy này được chưa? Theo mấy chị đi Tú ơi.
Đừng cái lưới dưới anh thôi. Đó, cái sạch, cái sạch. Hay quá lục. Chở chị lên trước rồi mấy cái. Ơi đúng rồi. Để chú cho động chú mạnh chú cho. Rồi giở lên luôn đi, giở đắp lên trên mạnh lên luôn đi. Rồi. Ngăn mí luôn con chàng ơi. Rồi bắt đầu ấy từ từ ha. Rồi. Đắp đây là có cá nó không nhảy nha. Cái này tôi tiếp tục chạy ơi. Dở lên các bạn, thôi cá có cá nó nhảy. Không có. Cái bình này nó dính về chứ không nhỉ. Bữa nay không có ba xong rồi. Quá trời cào cào luôn. Ây da, trời trời, miếng chán gì chà bá đây vậy? Coi chừng chán cái cây không biết đó nè. Sao đinh thôi à? Nè, chụp vào đi. Trộn quá. Coi chừng đinh đó, đinh nhấp cơm kìa. Cái mỏ xuồng. Mỏ kìa, mỏ kìa. Miếng xe đây rồi. Chị để anh vào vô, sao không anh? Rồi, lên trên. Ê, coi chừng cái chậu mí chú, cây kéo, cây ngé không anh? Trời trời, cái chê ơi tròn. Đây ha. Cái chê lội như vậy anh Tú. Thấy cá lóc chưa? Cá sạc thầy thấy rồi đó nghe. Hết hồn anh lúi dục ra cái chai gì hết hồn thì tưởng cái gì tới chứ. Sao đây cả nhà ơi? Rồi xích xong rồi. Cái này phải sâu sâu chút ngon ha, cái này bài quá bài à. Bài quá, chậm quá. Chán. Đó, mới nhảy cá này nè. Cá gì? Nó gì cái phi quá. Cá cao cái lắp nhảy ra tức lắm nha. Cái đó, nhắc mấy chỗ đó cho anh Tú. Đó, nhảy. Đây sao đây hợp quá. Ê, có cá đâm kịch kìa, cá đâm kịch nè. Ê, cái, cắn ra. Cái gì đây nè, đây nè nè. Nhìn Tú đúng không? Ê. Im lắm chứ không phải giỡn nha. Cá nhiều lắm. Giỡn mấy chị lên Tú ơi. Nhiều lắm cá luôn. Ồ, ba mình đem mà bỏ luôn đi. Cá nhiều lắm cá rồi. Trời ơi, cá nhiều lắm cá kìa trời ơi. Mình gom đi, gom đi, vỗ đi, còn bé một luôn đi. Nè.
Ở đâu dùng lại? Vô cho mấy lắm cá rồi. Trời ơi. Dùng cái dài lại luôn trời ơi. Nè đắp 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 nữa luôn tôi ơi. Thôi cái lóc nó nhảy ra. Nè, chấp chưa? Ôi dạo ơi. Ruộng cũng miếng lên nó được. Kiếm cái bao gì mình đựng đi. Quá nhiều rồi sao? Được lắm nhiều rồi. Thôi à, đúng rồi, để tôi lại tôi dùng lại với ông. Cái dầu là muốn kia nhiều hơn ha. Đắp lên bờ luôn Túc. Cái nước. Ê, cái ra Túc. Rồi, xong phim. Kỹ nha. Chưa hết rồi Túc. Bao chi? Cá. Nhiều không? Nhiều không? Nhiều không có cá lóc hả ta? Thôi thôi lắm rồi cả nhà ơi. Quá ngọt. Ơi cầm nước luôn. Nước một sức ăn. Nước một sức ăn đúng không? Hay gỡ chạy gỡ chưa? Gỡ chưa? Ê luôn chui ra kìa. Chui ra chui ra. Ê dính cái giò. Chạy lên chạy. Mày hả bưởi. Đi Nguyệt đi. Lấy cái bao hãy xuống đi. Lấy bao đã liền, cái bao lớn quá. Lấy cái giọng quá. Giọng luôn đưa giọng. Ừ, mình đi. Tắt cái từ từ vô luôn. Gom lại đi, gom lại đi. Đi ra trong hầm cả nhà ơi. Quá, trùng cá rồi. Thôi, nhiều. Ôi, nhảy rồi. Quá thành công. Thôi, trùng ớt nhảy ra nha. Đây, dùng pha tốt như nó. Đưa cái cá cao lên coi. Nè, qua lấy đi nè. Cái đó sạch chưa anh trắng ngay đó mọi người. Lúa qua. Thôi, bắt từ từ lại đi, chưa sạch. Thôi, muốn cá gian vậy đó. Dễ gì? Thấy ở ngoài, thấy có nước không? Ê, cái lóc rồi vậy? Dầu rồi. Thôi, cái làm con có phi luôn á. Rồi, bỏ vô. Bỏ vô da đen coi rồi. Đó. Nè. Cá nhỏ quá. Bắt từ từ bỏ vô đi, có gì vô thả hầm luôn. Vậy thả hầm luôn. Con nào ấy mình thả hầm luôn hết rồi. Đó, thả hầm con nào bự mình quất. Được. Sao làm kiến nữa kìa. Cái đàn hay ấy mình lấy lên cái đi lên túi nó mới lên nước bắt được nó. Chặn chặn nó lại. Chặn bớt chút đi. Đó, ớt. Mình bỏ này đi. Lên trên kia đi. Cụ tiền bắt cá trước nha. Nó dữ lắm mà kìa. Nó dữ lắm rồi kìa. Chặn ăn khúc bớt đi. Bắt hết nổi rồi. Có quần giòn đây luôn. Đó, giòn ăn lắm nhiều. Ờ, nói luôn kìa. Thôi kêu hạm mình nữa. Ốc quá trời ốc nè. Hả? Con cá vô quay ai nuôi mày lớn. Cẩn thận nha. Dễ ăn quá ha ta. Ê ếch, ếch. Mày bự. Con bự luôn, luôn. Mày ếch, mày bự gì. Ê. Ngoài. Ê, nó còn hơn trong hầm mình kéo không hầm lên Túc. Hơn hầm nhà đó. Kéo hết cho mọi người biết nhiều cái nữa. Chở bao về á. Điện vô chở gì mà xe gác thì sao. Mùa nước lũ nước nó giật rồi cái là nó cá nó rút cái sông cả nhà ơi. Anh em sắm tay lưới đi cái rô đồng nữa. Mắc cá. Rô đồng dính luôn. Còn ngon ha. Thì giống cá trong hầm. Ê. Nhiều. Này mắc gì mình thả hầm mình. Nó nhỏ vậy thả hầm luôn. Nhà có cái hầm dữ lắm luôn. Thôi. Lão kiến đừng thả nha. Thả đi, lão kiến đừng bắt. Chắc đầy cái giọng nó luôn quá mấy ông. Thôi không biết sao kiên vậy nói nè. Dạ. Không ngờ nó đứng mình chơi cá bự luôn. Nó rô mày luôn kìa. Ba không. Đi ba hơn dữ mà. Còn đây cũng mới cũng nhiều lắm á. Sạch thế này. Sạch giống sạch hổm ha. Bướm mà. Nó đang nhìn trắng đẹp ha. Ôi trời, cá của mày trà bá luôn. Quá sướng, quá sướng.
Ô trời, cá lóc. Ở đâu quậy vậy? Không có dính cá lóc ha. Chuối. Trời ơi, ở đâu dưới còn nhóc trơn. Chuối. Con chuối gần bờ. Khôn lắm. Nó công bỏ ra chút xíu mà cá quá chừng ha. Ô. Làm đâu có nhiêu đâu. Chừ cá nhảy ra ơi, cá dừng nhảy ra. Cái mặt cá rô phi bây giờ nhiều quá, đâu có nhiều quá. Hòn ơi kìa. Đại đa số. Quá trời cá luôn nè, Bin ơi về đây nè, Bin ơi về đây mấy chú dắt con đi kéo lưới Bin ơi. Thì bắt hoài không hết. Trời ơi, áo màu vàng má ơi. Làm như mình kéo đây. Cái này trúng địa thế rồi, hát qua nó luôn. Trúng trúng. Sót sót nhóc, sót sót. Nó không nữa kìa. Ngăn. Ấy con cá gì kỳ? Cái gì vậy? Cái gì á? Ủa cái gì vậy? Ê cái chôi. Chấm. Chấm cỏ. Chấm cỏ. Hạ vô. Cái chấm cỏ. À, cái lão hả? Ấy nó còn kia không? Còn hả? Còn anh Túc. Nhóc trên Túc rồi. Cái này nuôi ngon đó là trời, mà sao thì sống nổi trời. Để nó hồi sân mình hết. Sống mình nuôi. Cỏ bị hôi rồi vậy chứ mình hôi. Dạ đẳng rồi. Ủa? Bữa nãy con điểm nguyệt ngay đây. Hết rồi điểm nguyệt thì nữa điểm nguyệt. Ê, gì vậy? Gì vậy? Mày hả mày? Có lóc, nhảy ra, nhảy ra. Nhảy ra trời. Ghê nhanh ha. Mém mà. Xém mém là đi rồi. Nhanh nè, nhanh nè. Thú hồn, thú hồn. Cao thủ, cao thủ. Khôn hả ta? Đấy. Nó lợi dụng thầy cơ. Ê, ngớ đi kìa. Dính cái đầu đó mà đi. Sao chui vô cái đầu đó? Bắt quạng hết đi nghe không? Chém con tay một bắt quạng. Bắt này bị mỏi tay nha. Coi chừng cầm khéo khéo, coi chừng nó sạc đít nha. Ngồi dở lên trong lòng. Nó đi trong lòng việc chết quá trời. Còn bên kia con. Ớt ngựa qua anh kia liền. Con vô thôi, con vô thôi. Vào cả nhà ơi. Cái nó nhảy quá. Vào cả nhà ơi. Để mò được cá mới cá ngon lắm cả nhà. Nó thật hàng bắt mới cá ngon. Thầy dở lên cho cả nhà xem ơi. Căng 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 căng. Ơi, cả nhà ơi. Đây. Ngọt cả nhà. Rồi coi chừng cá lóc nhảy kìa. Đây cả nhà ơi. Quá trời. Một tăng một nghe. Rồi, kéo vô. Rồi mình ốp nữa ha, mình về. Rồi biết à. Còn chịu lắm nhiều rồi. Không có chịu mà mình về. Lắm không có chỗ đựng đâu. Cầm hôm nổi luôn rồi, cái này cũng chưa có chục ký á. Đang lo này, sao mà dắt gì nói nè. Mấy cô ăn cá không? Mấy cô ăn cá không cho bớt nè. Không. Rồi, bye bye cả nhà nha. Anh em nói về đây. Nhiều quá, không có đem gì được đâu. Bye bye.